Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ. Con có nghe một số người gọi một số vị hòa thượng là pháp sư. Vậy pháp sư là gì? Có khác với hòa thượng, thượng tọa, đại đức không? Pháp sư đó là viết tắt của từ Tam Tạng Pháp Sư. Từ đây là một danh hiệu tôn kính dành cho những vị xuất gia chân chính nắm vững ba kho tàng, bao gồm kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng. Rồi để gọn á, trong giao tế đó thì gọi là pháp sư. Trải qua nhiều thế kỷ, lúc đầu danh xưng Tam Tạng Pháp Sư chỉ dành riêng cho một số vị tăng sĩ lão thông kinh luật luận. Về sau này thì tại Trung Hoa đó, khái niệm pháp sư là chỉ chung cho các vị tăng sĩ, bao gồm là đại đức hay sư cô, thượng tọa hay ni sư, hòa thượng hay là ni trưởng. Thì khái niệm pháp sư đó là áp dụng cho những vị xuất gia với giới phẩm tỳ kheo đi, bất luận là nam hay là nữ. Và đó là một từ rất hay, là khi gọi pháp sư á, thì các tu sĩ được nhắc là vai trò chính của tu sĩ đó là thuyết chân lý, thuyết đạo đức, giúp cho đời sống an vui hạnh phúc và vượt qua các khổ đau. Tại Việt Nam thì chúng ta chưa quen với khái niệm này, vì trong dân gian khái niệm pháp tư chỉ cho ông thầy cúng. Cho nên có lẽ vì yếu tố này mà rất hiếm khi dùng chữ pháp sư để chỉ cho tăng ni. Còn tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và bất kỳ quốc gia nào ảnh hưởng chữ Hán và sử dụng văn hóa chữ Hán thì người ta quen gọi các tu sĩ là pháp sư. Hiện nay tại Việt Nam thì trưởng lão hòa thượng Thích Từ Thông năm nay khoảng 94 tuổi, thường gọi là pháp sư. Rồi đối với những vị trưởng được như vậy có thể gọi là đại pháp sư. Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng dùng khái niệm pháp sư để chỉ cho mình, tức là người truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý, truyền bá đạo đức, chia sẻ đạo đức, hướng dẫn chân lý, hướng dẫn đạo đức. Thì đó là một từ rất hay. Còn các cái danh xưng như là đại đức, thượng tọa, hòa thượng là theo mật định của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Những từ này đó gần như là chúng ta xài không phổ cập so với cộng đồng của Phật giáo Đại thừa. Thời xưa đó thì chữ đại đức là dành cho Đức Phật, cho nên ta gọi là Đại Đức Thế Tôn, như là Thế Tôn bậc được cuộc đời tôn kính, có đức lớn. Sau này đó, chữ đại đức là dành cho các tỳ kheo trẻ, tức là các thầy mới chính thức lên làm thầy, thì tu trung bình 5 năm. Còn chữ thượng tọa đó được luật Phật quy định đó là kể từ khi chính thức làm thầy và sư cô, tức thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì 20 năm sau đó được gọi là thượng tọa. Hòa thượng đó là phiên âm của Upacaya, có nghĩa đen là bổn sư. Theo quy định giới luật của Đức Phật, trong 6 trường phái luật học đó, thì bất cứ một vị nào xuất gia tuổi đời là 30, tuổi hạ ít nhất là 10 năm. Như vậy đó, tối thiểu là 30 tuổi cho đến là vài chục tuổi. Ai hội đủ được 2 tiêu chuẩn này đó thì đủ tư cách để độ người xuất gia và giúp cho người mới được xuất gia đó trở thành là đệ tử xuất gia của mình. Thì lúc mà truyền giới trên giới đàn đó, vị ấy được gọi là Upacaya, tức là hòa thượng. Như vậy thượng tọa đủ tư cách để làm hòa thượng. Nhưng rất tiếc đó, ngày nay đó, chắc khoảng chừng 70 năm trở lại đây đó, chúng ta đã xài
sử dụng nó đảo lộn cái khái niệm, cái từ mà cao quý nhất cho Đức Phật, các vị thánh A-la-hán, thì chúng ta là chỉ cho các vị mới làm thầy và sư cô, tức là đại đức. Và thấp hơn thượng tọa và hòa thượng. Còn theo Đức Phật, thượng tọa là cao nhất. Rồi thượng tọa thì phải hoàn tất được 20 năm tuổi hạ, tuổi đời là 40. Còn hòa thượng chỉ cần 10 năm tuổi hạ, tuổi đời đó là 30. Còn đại đức là những bậc cao tăng. Thì đó là cái điều rất là đáng tiếc mà đã được sử dụng quen thuộc ở tại Việt Nam rồi. Và tương đương với ba cấp bậc thì bên Ni chúng ta có sư cô tương đương với đại đức, ni sư tương đương với thượng tọa, ni trưởng tương đương với hòa thượng. Nếu chúng ta dịch sát văn thì người Trung Quốc đọc cái chữ sư cô, ni sư với ni trưởng đã không hiểu gì hết. Sư cô là dì của ông thầy hay dì của nhà sư theo chữ Hán đó. Còn ni sư là một vị sư mà giới tính là nữ. Còn ni trưởng là lớn nhất ở trong vị ni. Đó là khái niệm nó rất là chung chung, nó không phân biệt gì hết. Nhưng mà Việt Nam chúng ta đã quen sử dụng với những khái niệm đó để chỉ cho những cái mặc định đó, thì chúng ta phải tập làm quen thôi. Và các khái niệm này đã được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban Tân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi nói tóm lại, bất cứ ai từ giới phẩm tỳ kheo ni, tức là chính thức làm thầy, làm sư cô, làm nhiệm vụ giảng chân lý Phật, đạo đức Phật cho Phật tử tại gia, thì vị ấy được gọi là pháp sư. Và hãy nên mỗi tu sĩ, mỗi trụ trì trên toàn nước Việt Nam hãy đều làm công việc của một vị pháp sư chân chính, tức là truyền bá chân lý, để giúp cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.